Chỉ có hai thứ trên đời cần phải, chỉ có hai thứ trên đời cần phải tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa. Đừng bạ gì cũng hứa rồi không giữ, phải tiết kiệm hai cái đó. Chỉ có hai thứ trên đời cần phải cho đi, đừng giữ lại, đó là trí thức, những gì mình biết, và lòng tốt. Nó không mất đâu mà nó tăng thêm. Chỉ có hai thứ trên đời cần phải thay đổi luôn luôn, đó là chính bản thân mình và những nhận thức của mình về người khác và về chính mình. Chỉ có hai thứ trên đời cần phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách của mình. Chỉ có hai thứ trên đời cần phải trân trọng, đó là gia đình mình và giây phút hiện tại. Hay quá quý vị. Chỉ có hai thứ trên đời mà mình tự thực hiện được, đó là việc làm của mình để sinh ích lợi và tinh thần trách nhiệm. Chỉ có hai thứ trên đời cần phải mau mau quên đi, đó là những đau thương và hận thù. Chỉ có hai thứ trên đời cần khắc ghi thật sâu trong tim, đó là công ơn cha mẹ và sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Khó. Có hai thứ trên đời cần phải để thành công, cần phải có để mà mình thành công, đó là một đam mê chân chính và một sự kiên nhẫn tột cùng. Muốn thành công cái gì cũng phải có hai cái đó. Có hai thứ trên đời cần phải tránh tuyệt đối, không nên làm. Thứ nhất, đừng hại bất kỳ ai. Và thứ hai, đừng phản bội bao giờ. Không nên làm. Có hai thứ trên đời cần phải bảo vệ một cách trân trọng, đó là danh dự của mình và lẽ phải. Có hai thứ trên đời cần phải chấp nhận, không lựa nữa, đó là cái chết và sự khác biệt với người khác. Có hai thứ trên đời cần phải control nó, kiểm soát nó, đó là bản năng dục vọng của mình và những cảm xúc không kiềm chế của mình. Có hai thứ trên đời cần phải tránh thật xa, đó là cám dỗ và tính ích kỷ. Có hai thứ trên đời cần phải xài và đừng hà tiện, đó là tiền bạc và những kinh nghiệm mình đã thu được. Cứ chia sẻ cho người khác thì kinh nghiệm của mình nó tăng lên. Có hai thứ trên đời không được sợ, đó là cái ác và sự sống thật với lòng mình. Có hai thứ trên đời cần phải nuôi dưỡng, đó là tình yêu và lòng bao dung, tha thứ. Có hai thứ trên đời cần phải đạt được trong cuộc sống, ai cũng phải đạt được, đó là hạnh phúc và sự thành đạt chính mình. Không nói bằng cấp. Có hai thứ trên đời cần phải luôn sẵn sàng đón nhận, đó là những thử thách, khó khăn và ngày mai.